Từ việc tu hành của chúng ta, tánh đức sẽ hiển lộ. Trong tay của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta toàn tâm toàn lực, chí thành cung kính mà làm, đó chính là vật tối thượng. Vì sao? Vì ta dùng tâm tối thượng. Vật của chúng ta là vật tối thượng. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một câu chuyện như sau. Có một cô gái trẻ, gia cảnh thanh hàn, cuộc sống bần khổ, chỉ có 2 đồng tiền. Nhưng cô ta thành tâm thành ý đến chùa để cúng dường Tam Bảo. Hòa thượng cầu phước cho cô. Vì sao? 2 đồng tiền của cô là viên minh cổ đức, không chú trọng vật phẩm mà chú trọng đến tâm của cô ấy. Sự chân thành và tâm cung kính đó về sau cô gái trẻ này trở thành Dương Phi. Cô ta đem 1000 vàng, 1000 lạng vàng đến chùa cúng dường. Hòa thượng sai đệ tử tiếp đón, còn mình không ra. Cô ta cảm thấy rất ngạc nhiên nên tìm hòa thượng thưa hỏi: vì sao khi con còn trẻ có 2 đồng tiền mà sư phụ lại coi trọng như vậy? Hòa thượng nói: tâm của cô lúc đó và tâm bây giờ không giống nhau. Bây giờ cô làm Dương Phi nên tâm ngạo mạn khởi lên, nên công đức của 1000 lượng vàng hôm nay không sánh bằng 2 đồng tiền ngày xưa. Đây là bàn về tâm, chứ không bàn về sự. Tâm là đáng quý nhất. Như vậy gọi là vật tối thượng. 2 đồng tiền đó là vật tối thượng. 1000 lượng vàng cũng không thể sánh được. Quý vị suy nghĩ tường tận đạo lý này sẽ hiểu. Hiểu được đạo lý này sẽ biết vô lượng vô biên các vật tối thượng trong tay mỗi người chúng ta đều có. Nếu có tâm cung kính tối thượng thì vật phẩm chính là vật tối thượng. Có thể cảm động chư Phật Bồ Tát. Nếu tâm chúng ta tạp loạn, vọng niệm, thì dù có cầm được 7 báo giá trị của thế gian cũng không thể cảm động được chư Phật Bồ Tát. Thậm chí đến cả quỷ thần cũng không thể cảm động. Nếu thật sự hiểu được đạo lý này mới hiểu rằng ông trời rất công bằng. Tu phước không phải là việc làm của bậc đại phú trưởng giả. Đến người bần cùng cơm không đủ ăn cũng có năng lực tu đại phước báo. Chúng ta thấy trong kinh điển Tiểu Thừa,
Khi Đức Thế Tôn đi khất thực, trên đường gặp một người ăn xin rất đáng thương. Người ăn xin này gặp Phật cũng rất hoan hỷ, vì biết rằng phước báo của Phật rất lớn, nghĩ rằng mình xin được bát thức ăn này, người ta cho một bát thức ăn, ông ta liền đem cúng dường Phật. Trên thực tế, bát thức ăn này rất khó ăn, bị thiêu, mùi vị đã thay đổi. Đây là chút tài sản duy nhất của người ăn xin. Nhưng người ăn xin đã đem cúng dường Đức Phật. Đức Phật đã chúc phúc cho ông ta, không hề ghét bỏ ông ta. Ngài thấy tâm chân thành cung kính của ông ta nên đã tiếp nhận. Điều này thật sự đã khiến vị đó tăng trưởng phước báo. Người ăn xin đó mấy ngày sau thì qua đời, linh hồn được sanh lên cõi trời. Nhờ công đức cúng Phật này mà ông ta được lên trời hưởng phước. Chúng ta tin rằng Đức Thế Tôn quyết định không vọng ngữ. Từng câu, từng chữ Ngài nói đều là chân thật. Nên vật tối thượng chính là tâm tối thượng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Namo A-si-đà-phật.